Top 6 hoa hồng hương thơm nồng nàn dành cho dân chơi hồng. Chúng ta được sinh ra với bản năng yêu cái đẹp. Chính vì lẽ đó nên những thứ xinh xinh như hoa hồng được rất nhiều người mê đắm. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ hình ảnh của chúng ta thì không phải là tốt nhất. Thứ mang lại kỷ niệm không phai phải kể đến là mùi hương. Vì rằng, thông tin từ khứu giác của chúng ta được tiếp xúc trực tiếp với hồi hải mã, phần quan trọng nhất trong não chịu trách nhiệm hình thành trí nhớ, nên chúng ta có thể nhớ về mùi rất lâu. Vậy nên nếu như bạn là một người yêu hoa hồng và cực kỳ thích thưởng thức mùi hương của chúng, thì đừng bao giờ bỏ lỡ top 6 giống hồng dưới đây nhé. Thứ nhất, The Prince, hoàng tử ngọt ngào từ nước Anh. Đây là một giống hồng ngoại rất nổi tiếng, với hương thơm ngọt ngào như kẹo, đậm đà quyến rũ. Phong hoa của giống hồng này cũng rất đẹp và kích thước bông khá lớn, nên khả năng tỏa hương cực kỳ ấn tượng. Đây là một giống hồng đã có khá lâu, nên khả năng kháng bệnh cũng tốt và độ lập hoa cũng rất là mau chóng. Hoa sở hữu màu đỏ tím merlot hoàng gia độc đáo mà khó có thể tìm kiếm được ở đâu khác. Đúng là hoa hồng David Austin, khó có thể chê vào đâu được. Thứ hai, Abraham Darby, hoa hồng leo cực thơm. Nếu bạn muốn một cây hoa hồng leo cho leo vòm cổng thật thơm thì đừng bỏ lỡ Abraham Darby nhé. Cũng là một giống hồng David Austin nên không bất ngờ khi đây là sự lựa chọn của rất nhiều người. Cô nàng này có một mùi hương xả rất là đậm đà. Nếu mà có một cây Darby ở đầu ngọn gió thì phía xuôi sẽ nhức hết cả mũi cho mà coi. Thứ ba, Princess Alexandra of Kent Rose, nàng công chúa dịu dàng. Nếu như ngay trên kia có hoàng tử thì dưới đây chúng ta lại có một nàng công chúa mỹ miều tới từ Anh quốc. Kent Rose là một giống hồng vô cùng sai hoa. Chính lợi thế này giúp nàng có thể tăng khả năng tỏa mùi. Sự cộng hưởng giữa các bông hoa xinh xắn tạo nên một cây hồng Kent Rose quyến rũ với mùi hương trà xanh thanh mát và màu hồng cánh sen, đôi khi ngả sang màu cam cá hồi. Thì thực sự đây là nàng thơ cực kỳ phù hợp với những ai đang tìm kiếm một bông hồng thơm để thư giãn. Thứ tư, Sweet Chariot, chùm siêu sai. Cũng có hương thơm trà xanh, nhưng là hoa chùm siêu sai. Sweet Chariot có cách riêng để hút hồn dân tình. Bông hồng Mỹ màu tím rượu vang này có cỡ bông bé xinh, nhưng dáng hoa lại rất đẹp. Cánh kép lên tới 55-60 cánh, lại mọc theo chùm loanh quanh từ 30 bông, nên rất được yêu thích. Nhỏ mà có võ chính là đây. Thứ năm, Double Delight, hoa hồng song hỷ siêu thơm. Hoa hồng song hỷ vốn đã rất hấp dẫn với dân tình rồi, song hỷ mà lại còn thơm nữa thì làm sao mà có thể bỏ qua được chứ nhỉ. Vậy nên nếu như bạn muốn tìm một giống hồng như vậy thì hãy chọn Double Delight nhé. Đã quá nổi tiếng rồi nên cũng không cần phải khẳng định gì thêm. Hương xả đậm đà toát ra từ những lớp cánh hoa màu đỏ vàng thì ai có thể chối từ đây nào. Thứ sáu, Bienvenue Rose, đổi mùi cực lạ. Trước tiên phải cảnh báo với bạn, bởi vì giống hồng này không hề dễ kiếm và hoa từ tháng 12 tới tháng 4 thì khá ít, lập hoa cũng chậm hơn các giống hoa bên trên. Tuy nhiên, bông hồng này có một đặc điểm khá là thú vị, đó là mùi hương có thể thay đổi theo thời tiết. Có lúc mùi xả đậm đà, khi thì như mùi nước hoa, lúc thì lại ánh lên mùi cam quýt, rất là lạ. Trên đây là 6 giống hoa hồng không chỉ sở hữu mùi hương ấn tượng mà còn có một lượng người yêu thích đông đảo. Hoa cũng có thể trồng và phát triển tốt ở Việt Nam. Vậy nên, nếu như bạn cần tìm hoa hồng thơm thì có thể tham khảo ngay những giống hồng này nhé. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp để được tư vấn nhé.